Nhìn sữa ngấm vào từng miếng thịt gà. Nhìn ngon chưa các bạn ơi? Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay ở clip này mình sẽ làm một cái món ăn không biết là đã từng ai làm hay chưa, nhưng mình nghĩ là chưa đâu bởi vì món này rất là mới này. Đó, các bạn thấy chưa? Thịt gà luộc với sữa. Không biết là có ăn được hay không? Các bạn nghĩ có ăn được hay không? Phải luộc lên thử nghe. Biết là ăn được hay không? Ok, giờ mình sẽ bắt đầu đi luộc và để ăn thử cho các bạn xem có ăn được hay không. Nhìn miếng đùi gà thì rất là ngon đây rồi. Ok, nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like và share, đặc biệt nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình để mình có động lực làm thêm những video tiếp theo hay hơn. Ok, là mình sẽ bắt đầu cho gà vào luộc. Ok, vậy là giờ mình sẽ cho thịt gà và cho sữa vào cái bếp. Mình sẽ dùng bếp từ đấy, nhưng không biết là cái bếp từ thì mình nó bị làm sao, nó kêu to quá này, mình vẫn chưa bật, nó kêu réo gì gì lên rồi. Ok, giờ mình sẽ cho đùi gà này vào. Mình sẽ đổ sữa vào, chưa giật lắc luôn. Ôi, vẫn đầy ra tay rồi. Ui dồi, các bạn thấy chưa? Đó. Sẽ ngon quá các bạn ơi. Không biết là luộc lên có ăn được hay không này. Đấy, nó đã hết kêu rồi. Có lẽ nó bị làm sao đấy. Mình sẽ đổ hết hộp sữa này vào. Nhìn sữa ngấm vào từng miếng thịt gà. Nhìn ngon chưa các bạn ơi? Ok, mình sẽ đổ hết lọ sữa vào. Rồi mình sẽ bật. Rồi mình sẽ bật bếp lên. Ok. Đấy, nó đã bị kêu rồi. Mình sẽ đặt đây để khi nào nó xuống mình chín thì mình sẽ bật ra gọi xe. Ok. Ok, mình luộc khá là lâu rồi, chắc là chín rồi các bạn ạ. Lấy không để ý thì cái này nó bị hơi bị sát, có lẽ là hơi bị cháy một tí, là mùi hơi ngấy ngấy, còn hơi ngấy ngấy rồi còn mùi sữa. Ok, mình cũng không biết là chín hay chưa, mình chọc thêm mềm mềm chắc là chín rồi. Ok, là mình sẽ vớt ra này. Nhìn ngon chưa? Wow. Ok, vậy là món gà luộc sữa của mình đã xong rồi các bạn này. Bạn thấy bốc hơi này, nó khói khói đó. Rất là thơm, thơm mùi sữa các bạn ạ. Ở đây là mình chuẩn bị sẵn muối hảo hảo này, chanh và ớt đây rồi. Mình sẽ review thử cho các bạn xem nha. Mình nếu mà các bạn thấy video của mình hay thì hãy like và share, đặc biệt nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình, kênh mình trong thời gian tiếp theo nha. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu thử nghiệm món này, ăn xem nó ra gì không. Ôi các bạn ơi, ngấy ngấy. Video này có hơi một chút gọi là ăn uống về phần gọi là gì ta, mình thì cũng không giỏi diễn tả lắm, thì gọi là cứ gọi tạm là nó là suy tàn nhỉ, tế nhị, nhạy cảm, mà gọi là nhạy cảm nhá. Nó có phần nhạy cảm, nếu mà bạn nào không thích thì có thể đi ra, còn nếu bạn nào thích thì hãy theo dõi clip của mình và ủng hộ mình, đăng ký kênh của mình. Ok, đang vẫn đang hơi nóng các bạn nhìn, mời các bạn ăn đùi gà nha. Chỗ này nó hơi bị cháy một tí bởi vì lẽ mình cũng không lọc
nghĩ là sữa nó lại bị gì nhỉ, sữa nó lại bị sát như thế, nên mình phải nhanh mình lặn, may nó không cháy hết. Ok, giờ mình sẽ review thử cho các bạn xem. À, béo quá. Cái gì nhỉ? Ôi kẹo nó đi. Bỏ đây. Mời các bạn ăn nha. Sữa lại còn chấm với muối hảo hảo này, không biết có đau bụng không? Quýt quýt. Ăn cả cái này mới ngon nè. Ăn cả chiếc đùi gà mới ngon nè. Bá đạo chứ. Cái này luộc thơm mùi sữa rất là ngon các bạn. Có gì các bạn thông cảm cho mình nhá. Vẫn nóng nữa nè. Chấm muối. Sữa rộng các bạn này. Sữa và mỡ trộn với nhau rộng này. Thấy không? À, nóng quá. Ngon quá các bạn ạ. Ăn phải ăn cả cái. Ăn cả cái to như thế này này. Ngon không? Nhà mình sữa mà nó cháy rồi. Khó lắm bốc. Phê. Các bạn mình có nhớ đang xem, nhưng mà có thèm thì cho tôi xin lỗi nha. Bạn này. Có miếng cũng đều này. Gà luộc bằng sữa có một vị đặc trưng riêng, toàn mùi sữa và ăn rất là ngọt. Ngon quá sao, tôi đã ăn gần hết đùi gà rồi. Đùi to rồi. Ngon chưa các bạn ơi? Ăn xong chắc lo lắm. Chúng đang thấy lo rồi đây. Đây là hết lửa cái rồi các bạn ạ.
Còn một chút này nữa thôi. Chấm với muối hảo hảo, ớt, và chanh. Tôi vẫn thèm quá các bạn ạ. Hết rồi. Thèm quá. Chấm sư không vậy. Mua. Ok. Phải nói cái món này rất là ngon các bạn ạ. Các bạn hôm nào cũng thử đi, nhưng đừng để bị hơi sát của mình. Thơm ngon đến miếng cuối cùng. Ok. Mình nói qua về món này. Nó luộc vào quyện với cả sữa, làm cho vị thịt gà béo béo và sữa ngọt ngọt thơm thơm. Vậy nói chung là nó có một vị đặc trưng riêng. Các bạn nào muốn ăn cái thử như mình ấy. Còn bây giờ mình sẽ dừng clip vào đây. Còn mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like, share và nhấn đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.